Hai, săn làm mọi người. Thì bữa nay mình lên làm cameraman quay hai đội U13 thị xã và xóm mới. Mọi người có thể vào kênh YouTube Xanh Vơ Lớt để xem lại trận đấu ngày hôm nay. Mọi người vào YouTube gõ Xanh Vơ Lớt trận giao hữu là ra kênh của mình. Đây là đội nhí U13 thị xã. Để trọng tài chấp đi hết rồi. Nhờ hậu thầy đi. Để trẻ. Và đây là các cầu thủ xóm mới. Cả thầu đi. Để về đợi đây em đi, cả thầu đi. Mấy cầu thủ nhí này chưa ra sân nhưng rất sung. Còn đây là một đoạn trận đấu người lớn. Phân cả đi. Phân cả thấu đi, phân cả thấu. Và lót xây đi. Nhẹ ghé nữa đây, phân cả thấu đi. Dạ đi. Đây là những khán giả rất nhiệt tình. Các cầu thủ đang khởi động trước trận đấu. Đây là trọng tài chính Sophie Jin bắt ngày hôm nay. Không phải đi phòng mình đi tay rồi ghé đi lao ghé hay đi chắc bất kỳ xa. Ok đi luôn chứ. Rồi ghé, em bỏ cái đi á.